Chào chào anh em và hẹn gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của sĩ. Tất cả linh thú nhận thẻ tăng 1 sao. Mình không thích cái chế độ này lắm. Ai tướng hơi kỳ. Tướng kỳ quá ta. Trời ơi, đánh gì. Thì bây giờ ta dễ đánh hắc ám anh em ơi, đồ cái này chắc đánh hắc ám rồi. Rồi, không có gì thật. Vậy thôi, hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này đã nhé. Bye bye. A few moments later. Yo Ender, mình sau chuỗi thua bọn mình đang có hai bạn tiếp kia. Lấy luôn bạn này đi, lấy luôn bạn này đi. Bán thần lấy luôn đi, bạn này bò này. Hai gia tê bỏ hơi tiếc nhỉ. Vâng, ta sẽ lấy con Flo này đi. Có hắc ám là mình sẽ ưu tiên các cái con nào cùng dùng mana nhiều. Đang có đồ cho hắc ám này anh em. Người đấy mình có con Yon mình cũng không lấy thôi vì tại mình trận này đã có dọn không đánh em. Đồ này à, cái này thì sao nhỉ, trông hề phết, trông hề sát phết. 7 máu Mayate chưa thật chưa thật chưa thật chưa thích không lắm ở trong lòng em. Lo này vẫn xin được luôn nhá, không phải chạm vừa đâu. Shall I compare thee to a summer's day? Hai đồ này đánh nắc cũng được, đánh bán thần cũng được. Bán thần thứ hai đồ này mình thích đánh hắc ám trợ thủ hơn anh em. Nắc cót đứng cạnh con rồng. Nói à? Nó tự đứng hơi sát sát nhau, nó ta tra tấn mình quá anh em. Đứng sát sát nhau gặp con floor 2, đúng điên. Điên luôn mà. Ngọc đạn. Ấy à, thôi xong rồi. Chưa xong đâu nhưng mà cũng sắp xong rồi. Cần một con bán thần này, Zina, Nakot này. Cần nhất Nakot. Chết tướng buồn cười quá thôi. Ngóc này đi. Bác đấm luôn này. Rồi em tụ lại một chỗ hết cho con lau nó ulti. Xiện. Đang ngắt chuỗi thua ở đây rồi. Chưa ngắt được rồi. Chống như này phải hơi điên. À không ngắt được. Zina gì không ta? Zina, Seniel, Omen. Seniel à? Đỡ đòn không ok lắm này, này chắc hai con voi rồi. Nói chuyện này bán thần nguyên tố ám, nguyên tố ám á, đâu mày hấp ám nguyên tố gặp các bạn floor 2 thế nhỉ? Hay hay gặp bạn floor 2 thế nhỉ?
không tìm phát nữa đâu. Không đắm ở trong lòng em. Đánh cửa hai phát với ulti ở con lâu này chán nhỉ. Cũng đẹp thế. Ngon, đỡ cho con floor. Diện. Không chết. Đánh thượng, ok. Cho mình Zina Nakot gì đó đi các bạn ơi. Con gì thì mình cầm đồ đi nào. Sát thủ nó gì, sát thủ Nairi tạm đi, fly away. Yeah, Nasinka thì sao? How about this? Trông kỳ quá ta. Nhiều thương phép. 51 máu, khéo phải đập con Nakot sớm anh em ơi. Con Nakot phát đập Nakot sớm lên 2 luôn. Illu 2 hoặc sao đấy. Không cái gì đó. Lo xin phát nữa. Diện, ok nha. Azenka thì nhiều đam hơn không? Tu ra nhiều đam ấy. Lâu Azenka yếu thật đấy. Nakot không có, Malok thì sao? Butterfly thì sao? 80, 100 60, 60 này đã. Em xui được lắm. Mà lúc đâu? À nó Butterfly đâu? À nó bực. Ây giời ơi, đần thật đấy các bạn ơi. Không sao lau gánh vậy. Đánh thường một phát. Ok. Cuối đẹp lắm. Mình truy hồn ngon. Nó đổ khó chịu thật đấy. Gấp bên này đi. Nano man. Đấy nhá. Đấy mình cũng không bắt được. Không bắt được đấy mình chứ. Qua ulti sớm này. Lau ulti này.
Hunter nhảy tiếp này. Nhảy đi em. Dance, dance boy. Nó lốc nhảy được phát không? Ui ăn dính này. Má có mày giết con John. Hồn như ông một đống máu. Đây rồi. Má tôi chờ em từ tận 15 thế kỷ trước rồi em ạ. Nó chơi game thế này phải dễ dàng nhẹ nhàng tình cảm không? Cứ cần lấy con nắc 2 luôn không nhỉ? 42 máu 10 con nắc thì cũng... Ê hay lên nắc 3 nhỉ? Một con nắc 3 luôn không? Chơi roll từ level 9 mà lên một con nắc 3 không? Hai thể làm sao đập vào người nó? Nghe cũng tín đấy nhỉ? Nghe cũng tươi tắn đấy nhỉ? Này. Sẽ có đứng ở trong lòng em. Nhót. Voi này lấy đi. Tu len mua lại được. Ôi con 7 tu len này anh em chơi game gớm vậy. Bây giờ cũng tranh nhau tranh chấp vậy. Nó còn bao nhiêu? 8 con Nacod. Nắc 2 em nhỉ? Tại trận này mình không đánh tích đánh Illu nữa. Nacod. Tàng cho rồng tạm đi. Mặc dù rồng sẽ đánh được 2 phát à. Hay lên voi 3. Voi 3 sớm chăng? Cái tầm này hơi sớm rồi. Cần hóa phát lắm. Đắc 2 không? Chơi đắc 2 cầm máu đi. Đắc 2 cầm máu đi. Xong rồi lên 9 vậy. Thì lên 9 luôn. Dòng này làm cảnh thôi. Trừ khi có thương. Có thương thì dòng này ngon. Sớm yên tâm. Chơi kiểu gì các bạn này thôi. Bán thần thì đánh nguyên tố hơn nhỉ. Chắc cần bán thần không quá gì đâu anh em ơi. Chơi kiểu này đi. Từ từ nhá. Nếu mà con nắc cầm 3 cái kia, con rồng vẫn ulti được. Con voi cầm 1 ngọc đại cũng ulti được. 60 cộng với cả 100 Illu đánh thường một phát à? Thế không cần bán thần anh em ơi. Không cần bán thần. Vẫn chơi được nếu mà thích nhá. Mình sẽ để 3 đồ cho Nacod này. Nhưng mà thế này thì void được ulti luôn này. Ba đồ à? Đấy nhá. À nhưng mà thế thì nắc không cần truy hồn. Nắc không cần được truy hồn. Cho Illu à. Bây giờ Illu 150 đúng không? Theo 50 là 75 này, 75 cộng với là 60 bằng ít 75 cộng 60 bằng 135. 135 hơi thiếu. Mấy nhà này thì mình cũng chả làm gì được, mình chỉ chờ Nacod mình chơi thôi.
muốn nhà gì làm hết. Việc gì để con thêm cái bổ giữa đẹp hết. Phải lên 9 không? Đập Nacot 2 sớm rồi phải lên 9 không? Ok này, đẹp này. Con thêm cao công ty được phát đúng không? Thể đánh trộn thì đội thể tăng sao đi nhanh vãi. Anh em sẽ đi nhanh hoặc anh em sao đấy. Thôi nguyên tố đi. Nguyên tố đầu bên cạnh này. Ok. Hai thương hai bên thì vẫn để này đấy nhá. Mà có ulti đẹp này. Dòng thổi đẹp. Đi bớt đi các bạn ơi, đi bớt đi. Cái này đi không? Đi nào ulti. Ui giời yếu thế. Cái này đi. Hai bạn đi em ơi. Bạn kia đi bớt đi, mình sẽ có thêm tướng mà mình roll lại thôi. Thì vào nhau thôi. Bật chế độ vào nhau. Thêm một tướng mình thêm Volcat. Rồng thổi giữa à? Rồng đứng giữa đi. Bạn thêm trai đứng đây đi, xong rồi này đứng đây. Hai bên đấy. Volcat đứng đây. Buồn kia. Giữ cũng khá ngon. Nacot chui giữa hay cho Nacot chui giữa nhỉ? Rồng đứng chéo, Ly đứng góc. Phải thêm một Dirac à? Chắc mình muốn Nacot mình đứng giữa. Phải gánh là Nacot này. Nacot đứng giữa hơi lỏng. Hai theo sao này. Nacot đứng giữa đi. Tưởng Nacot đứng giữa hơn. Okay. Năm Nacot phải nó lên được đấy. Thử một chút. Đập phone card hơi tiếc em, mình muốn ngâm con Nacot 3 đi. Nghĩ là được. Cân nhắc là được. Chắc là được em ơi. Nacot 3. Nacot mình chui đẹp này. Đây rồi, thêm 3 Nacot nữa. Thằng cao roll được thêm. Bạc voi 3, nắp 3 tín hơn. Nắp 3 đi. 3 con nắp nữa. Đây bạn này vừa đi là mình có thêm 3 con nắp này. Bạn này không phải là ai. Sách Thánh. Cát một đồ. Đập cho con cát cũng được nhá. 19 máu sống đúng không nhỉ? Em muốn sống để lấy Nacot 3 vậy. Chờ chút em. Mình đi. Nacot chui giữa được nhá. Mình để góc đi. Chờ một chút đi. Năm con Nacot vẫn thế. Nacot ulti đẹp này. Ok này. Kìa đi gần hết. Bỏ thêm sát tướng không cần.
thêm pháp tướng đi. Lên 2. Man. Lily giữ Lily 1 thôi được. Cố lên thêm Nakot nào. Đập luôn phai 3 không biết tiếp. Phai 3 rồi đó. Rồng 2. 8 con mời anh em. Ui vốn cắt xuống kìa đẹp thế. Teo xuống đáy này thì bắn lên này. Thôi đập voi 3 đi. Ôi 96 máu. Ui bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Có khả năng vẫn được một con cát 3 đấy. Chờ một chút đi. Chờ một chút anh em. Thêm cái bổ điên phết. Thêm này bổ điên thế. Vào này đi. Vâng, ok một bạn đi. Mình vả bạn Omachi không? Vả được Omachi ok anh em ơi. Nó có 3 đấy. Tươi đây, tươi đây, tươi đây. 3 con không? 3, 4 con. 4 con, đúng là 4 con. Không đòi hỏi gì hơn anh em. 19 máu liều nhá. Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là phải có Nakot 3. Đây là 1 con này. Rắc 2 lên đi. 2 con này. Ngoài ba hơi cần đấy. Rồi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, con cát này. Con cát góc này đẹp nhá. Rồng thổi chéo đây, ok, chấp thổi. Rồng mình thổi vẫn ok, tạm tạm được. Đang cót hai con. Con cát đọc đẹp quá, con cát góc này. Nhảy. Ui, một nhảy hơi chậm. Chết rồi, khéo thua. Thề một tí thôi, được phong cấp 3 ở đây. Thua rồi. Tham quá, thảo nào con báo quá. Không được cơ. Xong con cấp mình của đấy bị choáng hay bị làm sao đó. Con cấp mình nó cũng sống được dai lắm ta. Con cấp mình chỉ cần sống thêm một vài giây nữa thôi là con mình clear gần hết. Mình chỉ cần clear thêm một vòng nữa thôi là mình có thêm vòng. Có thêm một vòng đánh quái, có thêm một vòng đánh quái là mình lên được con Nakot 3 chắc luôn. Tiếc quá. Lại hành trình đi tìm Nakot 3 và cái kết rồi anh em ơi. Anh em vậy thôi anh em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Tiếc thật, bye bye.